từng giành giải nhất cuộc thi viết thư quốc tế UPU năm 2016, nữ sinh Việt tốt nghiệp đại học Séc với GPA cao nhất lịch sử. Theo thông tin của báo VTC News, cách đây 8 năm, Nguyễn Thị Thu Trang sinh năm 2001 trở thành niềm tự hào của Việt Nam khi xuất sắc mang về giải nhất cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 45. Khi ấy, Thu Trang đang là học sinh lớp 9B năm học 2015-2016 tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Giải nhất quốc tế và chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ năm đó trở thành động lực lớn trong cô gái nhỏ. Không dừng lại ở đó, cô gái cho biết mình luôn cố gắng trau dồi để xứng đáng với danh hiệu mình đạt được, xứng đáng với niềm tin của cha mẹ, thầy cô, bạn bè, lớn hơn là xứng đáng với niềm tin của chính mình. Hiện Thu Trang đang sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Séc. Cô gái sinh năm 2001 vừa tốt nghiệp bằng xuất sắc ngành Management and Marketing trường Đại học Mendel với điểm GPA 1,02/1 theo thang điểm chuẩn của Cộng hòa Séc. Không chỉ là thủ khoa, GPA của Thu Trang đạt điểm cao nhất lịch sử của trường Đại học Mendel kể từ khi thành lập.